Nói chung thì ai mua đồ bên mình cũng biết rồi. Đó, đồ thì bây giờ nó loại 1, loại 2 gì đó, đủ thứ. Nhưng mà mình thì mình bán đúng giá, các bạn cứ yên tâm. Tại vì khi một khi mà các bạn bán đồ mà giá mà công khai các bạn, giá mà công khai các bạn không bao giờ bùa giá được hết trơn á. Vậy các bạn bùa là thì các bạn ăn fort vậy thôi. Các bạn mà lấy giá này bán giá nọ thì các bạn ăn fort. Nó nói tới fort fort mới nhớ nè, bạn nào xem video của mình mà chưa đăng ký kênh, chuẩn bị đăng ký để có fort hay lắm. Chuẩn bị có rồi, chào hỏi tất cả mấy anh em ha. Thì hôm nay tiếp tục lại tới một chuyên mục nữa là đặt xe các bạn. Thì như mình đã nói mấy clip trước là gần đây là mấy anh em mình rất là vui khi được anh em tin tưởng mà giao cho cái trách nhiệm mà đi tìm xe xong rồi về dọn theo ý thích của mấy anh em á. Thì hôm nay lại tiếp tục trả một con xe quay nữa các bạn. Con xe quay này khác với con xe quay clip trước, là clip trước là của anh đó, anh yêu cầu là đúng đời MTE và dọn zin đó, và dọn zin. Còn có con xe này á, là xe này dọn kiển nha các bạn. Xe này là con quay 110 cũng kiếm cho một bạn ở Đồng Tháp dọn kiển, cứng cáp và theo cái màu của bạn đó yêu thích. Và cái yêu cầu của bạn đó là đại loại là lên kiển nhẹ, máy im, zin chất đúng với lại chất máy 110 rồi. Thì nói chung cũng sẵn nhờ cái clip, đây luôn nói với mấy anh em là những anh em nào mà muốn mua hàng của mình hoặc là những cái thông tin mà chuyển khoản á, thì mình chỉ xài một cái tên duy nhất thôi, là tên Đỗ Võ Thị Huệ, chủ tài khoản ACB, Sacombank, Vietcombank, tất cả đều là Đỗ Võ Thị Huệ hết. Tại vì làm là vợ giữ hết bạn, không giữ được các bạn. Bạn nhớ nha, Đỗ Võ Thị Huệ là tên của vợ mình, là nó đứng tên chủ tài khoản á, chứ không có được quỹ đen quỹ đốm gì đâu bạn ơi, khổ lắm. Nó như làm cài bừa mà vợ nó giữ hết chứ đâu có được dính được miếng nào đâu. Rồi ok, để không làm mất thời gian của anh em nữa, anh em mình sẽ vào xem chi tiết cái xe của một bạn ở Đồng Tháp đặt con quay 110 kiển.
anh em xem á, nãy giờ là xem nhạc rồi nghe sập nhạc sập sình rồi xem clip rồi những cái góc ảnh chụp đẹp của em nó, thì ảnh thì nhiều khi nó có Photoshop hay là có cái gì không, hay là có bùa ngải trong đó không mà sao ảnh thấy miên man quá. Thì thông thường các bạn cũng thấy á, xe của mình là mình quay cực kỳ là cận cảnh luôn và cực kỳ là gần cho anh em soi luôn đó. Thì đây các bạn, xe này là xe quay Thái 110, cái đời NF không á, có nghĩa là cái đời NF mà E không á các bạn, mà cái trong cái clip trước mà mình nói tắt á, mà mấy anh em bắt bẻ đó, có nghĩa là NF ME nó không phải là MTE á, thì mình chỉ nói là cái đời đó là cái đời thắng đùm thôi, nó thẳng là nôm na nó là như thế. Thì nó NF ME thì nó sẽ rẻ hơn cái đời MTE một chút xíu, vài triệu ví dụ vậy. Rồi ok, trở lại với chiếc xe này, thì xe này là xe quay Thái 110, NF 110 nha, ME. Dọn lại theo ý thích của bạn này là đi màu bạc, đời quay S110. Đời này cũng rất là đẹp nha các bạn nha. Đó, theo ý thích của bạn này luôn là vô cho bạn này cặp phục nai, đồng hồ mặt xanh 204 và cái đĩa trước kiểu nhẹ. Tất cả đồ zin hết nha các bạn nha. Có cái đĩa kiểu nhẹ và cái phục nai sau phục nai zin thôi. Độ nhẹ nhẹ theo ý thích. Rồi ok, giờ mình bước vào xem như tiết xe ha. Thì đang chạy các bạn, đang chạy cho các bạn quay clip thì mắc mưa nên cái xe nó hơi dơ ha. Các bạn thông cảm nè, mấy cái đen đen này là dơ thôi nha các bạn nha, chứ không phải sơn lỗi hay là độ lỗi đâu nha các bạn. Đây để mình lau cho anh em đi. Để hồi cho anh em xoay xe thêm luôn. Đó, nãy này là dơ chứ không phải là tại mới đi mưa. Đây. Cái chân dài 204. Đó. Chân dài 204 gù nhôm nè. Đấy. Có một số hàng mà bạn mua đúng hàng fake cái nó không có đá, và đá nó sệ sệ các bạn, nó không có thẳng cái chân mình nè. Nhìn theo hướng này nó mới thẳng này ha. Với lại nó đá nó không có kêu. Thì các bạn mua 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 ở đâu thì mình không biết, nó bán rẻ cho bạn bán mấy chục ngàn thì mình không biết, nhưng mà của mình bán là 150. Rất là ok, xài rất là ngon. Đấy, cái chân dài, phục nai zin, áo màu bạc, khóa tấm cạnh, nguyên cái đèn hậu zin. Bạn này thích đi cảnh ít nha bạn nha. Nói chung là xe của chủ nên thích, chủ thích đi ráp cản gì thì, hay là như thế nào, hay là phục gì thì mình đưa, chịu yêu cầu thôi. Nhưng mà đối với mình là cản ít ít, đi với lại phục nai và phản đĩa này ở trong Sài Gòn chơi rất là thịnh, và ở trong Nam này rất là thích, rất là thích cái kiểu này. Rồi qua đây nguyên cặp bánh này, là nguyên cặp bánh QS đời cao luôn nha, đã bánh hãng QS đời cao đó, gắp cho bạn này luôn. Bô thì bô 2543 tích đen, chút xíu sẽ nổ máy cho anh em nghe. Máy này là cũng rất là đâm hậu nha các bạn, cái hậu sâu lắm, cực kỳ ngon, và cái máy chất máy chạy rất là đã luôn, chất máy chạy cực kỳ là đã. Mình mới chạy thử rồi, kéo ngoài trăm khỏe gu. Đây đường tĩnh điện đồ hết nha, ốc ác đập thắng đập máy đồ, ốc nè, ốc cái máy rồi, ý ốc cái bát nhôm rồi số 10 nữa bạn nha, nha mùi hết. Còn cái đập thắng này, đập thắng Thái, đập thắng Thái nó sẽ là CC ken, CC bóng chứ nó không phải CC nhám như mà ý CC kẽm như mấy cái đồ anh pha. Rồi còn một số bạn á, mua mấy cái yếm khóa 110 của mình á, mấy bạn nói là xe yếm khóa 110 nó sẽ có hai tem, thì cũng đúng thôi, nhưng mà đó là đồ theo xe các bạn. Còn đồ mới bây giờ nó chỉ có một miếng tem thôi, nó có chỉ một cái miếng miếng bóng ở đây thôi, còn miếng trên này các bạn phải làm hoặc là các bạn phải dán đè lên đậy thì thôi, chứ nó không có phải là hai tem nha. Nhưng mà cái cách mà để nhận diện rõ ràng nhất á, thì ở bên ngay cái chỗ này phía trong của cái yếm khóa sẽ có chữ KFL, và khi mà gắn lên cái dàn áo á, bất cứ dàn áo nào nó rất là ôm ha, chứ nó không phải giống như cái đầu hãng mà nó không ôm nó hở các bạn ha. Nó nói đây cho các bạn hiểu. Thì tất cả những xe bên mình quay Alpha hay quay Thái gì mình cũng ráp yếm yếm Thái đó, tại vì cái yếm Alpha nó hở ghê lắm, xấu lắm. Mình đi yếm zin hết, yếm Thái hết cho anh em. Rồi, đây. Nguyên dàn đĩa trước QS110 zin kèm cái đĩa lòng bạc, nhấn thêm vài con ốc ốc kiểu nhẹ thôi. Rồi, máy móc cho anh em soi luôn. Bình xăng con quay Thái 110 cực kỳ là ngon, VIP xanh chanh luôn. Đầu bò đấy, đi mưa giờ quá này, lốc nè các bạn thấy chưa, rất là sạch ha.
cái này mà không bị mắc mưa nó còn bén nữa. Rồi lên phía trên màu bạc nha bạn. Đấy, đầu đèn 110, nạ 110, áo hãng màu bạc, sơn lại là không có chệch một cái nhịp nào hết. Tại vì cái đầu mới này mà nó màu bạc nó không có đâu nha các bạn nha, các bạn phải sơn lại bắt buộc. Rồi lên phía trên cùm là cùm đúng quay thái nè, e đỏ nè, nút đề start nè, đồng hồ 24 mặt xanh nè, bao tay quay thái zin nè, rất là êm nha, rất là êm. Rồi ổ khóa 8 cạnh, mở trong cho anh em xem luôn. Thì các bạn thấy thì đa phần á, xe thì xe nào mình cũng soi cho anh em coi trong hết. Đây từng cái bướm yên nè, sườn thì tĩnh điện nè, tĩnh điện nha các bạn. Tĩnh điện nếu nó không có đẹp như cái sơn các bạn sơn hấp đâu, nó chỉ là đúng cái sắt chất thép mình sao thì nó ra vậy thôi. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Xăng nè, xăng nè, rất là đẹp. Yên à, yên mới luôn nè. Đây yên mới tinh à. Cản thì cản ZX đúng zin, cải ít đúng zin, nó mềm lắm nha các bạn nha, mềm lắm nha. Có đồ loại 2 nữa nha các bạn, đồ loại 2 nó bán đâu 200, 200 mấy á. Nhưng mà nó nhìn là mình thấy không ưng rồi, hay mắt thợ mình. Để có số anh em hỏi là ừ sao cản người ta bán có 200 mấy anh bán 300 mấy. Tại vì nói chung thì ai mua đồ bên mình cũng biết rồi đó, đồ thì bây giờ nó loại 1, loại 2 gì đó đủ thứ. Nhưng mà mình thì mình bán đúng giá, các bạn cứ yên tâm. Tại vì khi một khi mà các bạn bán đồ mà giá mà công khai, các bạn giá mà công khai các bạn không bao giờ bùa giá được hết trơn á. Vậy các bạn bùa là thì các bạn ăn phốt vậy thôi, các bạn mà lấy giá này bán giá nọ thì các bạn ăn phốt. Đúng là con trai của Ừ, ta. nó tới phốt phốt mới nhớ nè. Bạn nào xem video mình mà chưa đăng ký kênh, chuẩn bị đăng ký đi, chuẩn bị có phốt hay lắm, chuẩn bị có phốt cực kỳ là thấm luôn, và cũng là một bài học cho mấy anh em luôn á. Anh em nào chưa xem clip mình mà chưa đăng ký, hay là anh em mới á, chuẩn bị là cái clip sau mình sẽ tung ra hai phần, một phần là phần 1 và phần 2. Xưa giờ mình ít làm mấy cái clip phốt lắm á. Ừ, mà thậm chí là không có làm luôn bạn, không có làm mấy cái clip phốt. Nhưng mà hôm nay là bắt buộc là mình phải làm thôi, để cho mấy anh em thấy gặp, hoặc là thấy biết để mà né thôi, để mà hạn chế tiền mất tật mang thôi. Dù mất 5-3 triệu, 2-3 triệu thì đối với một số người cũng vài triệu cũng là lớn rồi, huống chi là mấy chục triệu các bạn ha. Rồi quay một vòng cho anh em xem xong thì mình sẽ đề máy ha, đề máy anh em ơi. Thì hôm bữa mình có nói một cái câu là ga cuối, ga cuối cái máy nó rất là trong. Thì có một bạn bảo là bộ lúc nào bộ chạy xe là lúc nào cũng chạy ga cuối hết hay sao. Thì mình mới nói là không phải là ga cuối, là cái ga maximum các bạn. Cái ga cuối có nghĩa là khi mà cái máy nó đã vận hành trơn tru, nó đâu đó tầm khoảng 30 tới 40 thì cái máy nó cực kỳ là im. Đó, nó cực kỳ là im và nó cực kỳ là trong và ngọt, chứ nó không giống như cái xe những cái xe khác, thậm chí những cái dòng xe hãng mới bây giờ luôn, nó sẽ bị đuối về cái ga cuối các bạn. Nó đuối, còn cái ga này nó rất là phát về cái ga cuối. Ý là mình nói là như thế, chứ không phải là ừ đem xe ra chạy là nhấn maximum chạy bạc mạng các bạn. Không phải nha. Rồi đây, mình đề máy cho anh em nghe ha. Máy đó các bạn. Máy đó. Bô nổ nè. Chờ. Máy này cực kỳ êm. Theo mình nghĩ thì cái máy này cái garanti nó không có được thì thầm lắm, theo cảm nhận thôi. Nhưng mà nói chung là xe nào sao mình giao mình nói vậy à, tại vì bây giờ mình có cố làm nhiều dữ lắm đi chăng nữa thì nó cũng không không có được các bạn. À, nó không có được tại vì cái chất máy nó vậy là vậy à. Nhưng mà cái ga cuối cực kỳ là hay luôn, hay hơn cái xe trước nữa. Cũng là cái ga cuối, cái ga cuối là cái ga tầm này nè bạn. Đó, bắt đầu các bạn thấy nó trong nè. Các bạn thấy cái máy nó phát không, nó rống, cái máy nó đâm sâu. Mà cái máy này mình chạy mình cực kỳ là thích ha, máy này chạy thích lắm.
Đây cái tiếng bồ các bạn. Nó quay cho anh em nghe. Nguyên một cặp bánh zin của hãng quay S110 và đi cái cặp vỏ Indo của mình. Rất là cứng cái xe, đầm lắm, cái xe đi cực kỳ là đầm luôn. Đầm lắm. Đấy các bạn. Quay lại gần cho anh em nghe. Quá trời. Mưa cái là thương xe, mà đặc biệt đó các bạn. Không biết cái, không biết cái vụ gì, không biết mà mỗi khi mà mình rửa xe là trời mưa các bạn. Mấy anh em nào chơi xe kiển bình thường nó không mưa đâu. Vừa rửa xe bén ngót xong tôi chuẩn bị đi chơi bắt đầu mưa. Mưa các bạn. Đó, đã chưa? Ra cuối đâm sâu của bạn, nó thẳng ra, nó không có bị đờn, nó không bị hụp, nó không có bị bất cứ một cái gì hết, là mà cái xe mình chạy rất là phát. À. Rồi xong, bây giờ là tới cái khúc mà ủa cái xe vậy rồi xe đó nhiêu tiền, thì các bạn xem kênh của mình nhiều thì sẽ biết cái tầm giá của mình hay làm. Thì cái xe này cả sát xe và dọn theo ý thích như thế này là mình bán cho bạn này ở Đồng Tháp là 65 triệu bao hồ sơ. Xe là đúng quay thái 110 chứ không phải xe trúng thuế hay là bất cứ cái xe gì nha các bạn. Lúc trước mình có bán, có bị một hai chiếc xe trúng thuế á, nhưng mà nó bản thân nó cũng là 110 thôi, nhưng mà nó là trốn thuế. Trốn thuế đây là nó mấy cái xe giống như là liên danh đó các bạn. Liên danh thì nó trốn được cái mấy cái xe nhập, nó lấy cái hiệu của mấy xe liên danh luôn. Nhưng mà thực chất nó vẫn là cái xe thái á, nó là mấy xe trúng thế á. Đây. Rồi xong xuôi một cái xe như thế này là mình bán cho bạn này là 65 triệu. Dọn hết từ A tới Z theo ý thích, nhưng mà ý thích vừa phải thôi nha các bạn. Ví dụ như 65 triệu mà xe thắng đĩa cuộc nay rồi thôi, chứ mà đồ ô liền, đồng hồ điện tử Kuso rồi heo gamble vậy là chịu không nổi đâu nha các bạn nha. Thì theo ý thích, ví dụ như mấy bạn thích cái gì cũng được thì bắt buộc là các bạn đồ chơi hiệu, đồ chơi giá tiền cao thì các bạn phải chi thêm tiền cho mình để mình chi làm sao mà mình chịu nổi. Ví dụ như giá, theo thời giá thôi, thì xe nào thì giá đó, đồ nào thì giá đó. Và khi mà làm xong á, các bạn mà muốn yêu cầu mà mình trích xuất cái list mà làm cái xe này á, ví dụ như cái xe này nè, trên xe này trên cái xe này mà chủ xe này yêu cầu mình trích xuất cái list làm cái xe này bao nhiêu tiền, rồi mua cái xe bao nhiêu, hồ sơ bao nhiêu tiền, rồi dọn những cái gì, làm những cái gì, cái gì cái gì, là cái xe này là cộng ra là 69 triệu. Cái xe này cộng ra thẳng thét là 69 triệu. Và mình có gửi cái list danh sách đó cho bạn đó coi luôn. Là mình làm ở đây là rõ ràng hết, là ra 69 triệu nhưng mình vẫn bán cho bạn này 65 triệu. Bởi khi cái lời hứa của mình nhận ngay lúc đầu á là 65 rồi, thì mình báo là đúng giá là 65. Ví dụ như mình làm cái không công cũng được. Nói chung là lời thì chắc chắn là phải cũng phải có lời. Nhưng mà khi mà bạn cái chữ tính mình nói ra như thế rồi là mình phải làm cái xe như thế. Cũng một số lúc trước mình có giao một cái rim cũng vậy nữa. Hứa với anh đó là bao nhiêu đó tiền, làm đúng bao nhiêu đó tiền. Xong rồi mình mới nói là anh ơi cái này em làm không công luôn á. Thì ảnh mới về ảnh xem lại cái danh sách làm xe của ảnh á, cái gì cái gì cái gì, thì ảnh thấy là ok hết. Thì ảnh mới gửi ngược tiền cà phê cho mình, bắn ngược lên tiền cho mình là gửi mình cà phê. Đó mình rất là cảm ơn ảnh luôn. Chứ là đó là giao cái xe đó là què vốn luôn các bạn, lấy làm công không luôn. Thì đó, nói ở đây là nói là có, tại vì ảnh nhiều khi ảnh cũng đang xem clip của mình á, làm xong là lấy công không luôn, không có là không có tính tiền công gì hết. Thì ảnh mới nói thôi gửi xe về đi anh đừng đi anh cho mày cà phê. Nó nói dạ em dễ lắm sao không được hết á, gửi về dưới ảnh gửi cà phê, anh có gửi cà phê rồi xong ha anh em ha. Rồi những anh em nào mà có ý định mà đặt xe hay là tìm xe hoặc là muốn mua xe nhưng mà không biết coi xe hoặc là không biết nhìn xe thì cứ liên hệ với mình giúp được thì mình sẽ giúp ha anh em ha. Rồi cảm ơn hết tất cả những anh em đã ngồi xem clip của mình ha. Hẹn anh em, những anh em mình trong cái clip sắp tới, cái clip bóc phốt. Hồi xưa giờ không có làm nhưng mà bữa nay phải làm. Phải làm để cho anh em học hỏi thêm và anh em rút ra kinh nghiệm.
Rồi ok, chào anh em.